nữa. Ghét nhau bầu không khí cũng không thở chung nữa. Thì ông nghĩ người khác thích chắc. Nửa đêm ông lén lút ra đêm thì ông hèn. Này, tôi ngồi ở đây lâu rồi, chính ông mới là cái thằng lén lút mò ra. Sai lầm lớn nhất của tôi là coi ông là bạn thân. Ông là cái loại bạn thân ai người ấy lo. Biết thế, cái trận ốm ngày xưa ấy, tôi để mặc xác ông. Có khi bây giờ xanh cỏ. Thật lạnh ông, đừng kể công. Cái thời đấy mà tôi không nuôi ăn, nuôi uống ông ấy thì bây giờ ông thành con ma đói lâu rồi. Tôi hỏi ông một câu, sao ông khốn nạn thế? Ông hại đời tôi. Ngày ấy ông đi báo người bắn đứng anh em. Sắp đây đây, sắp đây đây, sắp đây đặt đây. Đây, chạy, 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 chạy. Dám tổ chức đánh bạc ở đây à? Ok, đi xuống. Thôi, chú ơi, chẳng có làm gì đâu chú ơi. Cậu tên gì? Xuống nhanh, qua nào. Chạy đi đuổi họ mất chú ơi. Mày mà, hồi đó tôi không dính án, chỉ bị đình chỉ học thôi. Chính ông làm lỡ dở đời tôi, tôi trở thành người đáy ở xã hội rồi. Ông nhớ lại đi, cái thời đấy mà tôi đã cố ngăn ông cứ năng gác lòi đi á. Đúng là tôi làm phúc phải tội. Khôi, đợi tao. Này, cái gì? Tao đã bảo là không được đi nhá. Hôm nay mày mà đi nữa nhá, tao báo quản lý ký túc xá đấy. Mày bị điên à? Mày báo để tao bị đuổi à? Tao thề với mày, tao đi chơi nốt một lần thôi, cho tao gỡ lại cái xe đạp nhá. Tao đã bảo là không đi là không đi, không gỡ gì hết. Mày gỡ bao lần rồi có được đâu. Nhưng mà hôm nay khác, nếu như mà được nhá, tao chia cho mày một ít. Tao cần mày phải chia. Tao bảo rồi ấy, không đi. Hôm nay tao có linh cảm xấu đấy. Kệ tao. Khôi, tôi hỏi ông, có phải ông ghen tị tôi với em Hồng Khoa Dưới không? Cái gì? Có mà ông ghen tị với tôi thì có. Ông chính ông mới là thằng phá đám tình cảm giữa tôi với em Hồng ấy. Thế nên chứ không có ông thì bây giờ Hồng, em Hồng đã nhận lời yêu tôi nhá. Cái gì? Ông điên à? Chính vì ông ghen tị tôi với em Hồng cho nên là ông chia rẽ chúng tôi không được. Chứ nên ông bây giờ cứ trò bẩn ra chứ gì? Này, xin lỗi cuộc đời, chính ông là người nhá vu cáo tôi, ông bôi xấu tôi chứ anh em. Này, để cho tất cả mọi người nghĩ là tôi bán đứng anh em. Mấy năm đại học tôi không ngóc đầu lên được nhá. Mà cũng vì thế mà em Hồng mới nhận lời yêu thằng Hùng lớp trên. Cả hai thằng đều mất ăn. Bé một bé cái gì? Tôi cái thằng hám ăn, mất ăn cả. Ông im một mình nói. Ông nhé, tôi nói ông biết. Ông yêu thì trong chính. Ai yêu? Không bao giờ tôi gả cái con Linh về làm dâu nhà ông cả. Mà cái thằng Phan nhà ông nhé, đến nhà tôi chặt chân. Ông dám chặt chân con tôi à? Chứ sao? Tôi trách ông đấy. Thì ông dám chặt chân, dễ thương tôi không dám chặt. Ra tay, này, mũi tay à? Mũi tay à? Mũi tay à? Có chuyện gì đấy à? Ôi trời ơi, bố, bác Khôi. Có chuyện gì đấy à? Anh Khôi, bố, hai người buông nhau ra, hai người buông nhau đi. Linh ơi, cứu anh, hai người buông nhau ra đi. Có chuyện gì đấy à? Bố ơi, bố ra khổ. Anh, nghe em, nhanh lên, đi lên nhà, đi. Buông ra. Lên đi. Rồi ạ. Không hiểu sao nữa, anh buồn cười thật đấy. Lâu ngoánh nhau mệt thế,